Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bề khổ sông mê trong quay về bờ giác. Nam Mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường khắp mười phương.
Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính truyền Pháp Luân. Một thời Thế Tôn trú ở vườn nai gần Ba La Nại. Bây giờ Thế Tôn đến dạy thế này, có hai thái cực người tu nên tránh. Một là khoái lạc say đắm ngũ dục, hai là khổ hạnh ép sắc hành thân, đưa đến hậu quả hủy hoại thân tâm. Con đường Như Lai đã tìm ra được là đường trung đạo, thành hai thái cực tuệ giải thoát an vui. Có tám chi phần nhận thức chân chính, tư duy chân chính, chân chính sinh kế, chân chính chuyên cần, chân chính chú ý, chân chính định tâm, chân chính chính trung đạo. Này Như Lai đã đi đạt được trí tuệ, thì khiêu giác đạo là gì? Chính là con đường đối diện khổ đau mà nhận thức được nguyên nhân sinh khổ. Vì muốn thoát khổ tìm ra nguyên nhân, nhận thức là điểm khởi đầu phát khởi tư duy ươm mầm trí tuệ, soi sáng tất cả ngôn từ hành động sinh kế chuyên cần. Hành giả xa lánh ràng bùa giải thoát an vui. Này các tỳ khưu, có bốn sự thật người tu phải thấy. Sự thật về khổ, con đường thoát khổ, bốn sự thật đấy mầu nhiệm vô cùng gọi tứ diệu đế. Này các tỳ khưu, sự thật thứ nhất là hiện tượng khổ, lo lắng sợ hãi thất vọng khổ nào, chia cách người thân chung đụng khè khè tham lam bám víu năm uẩn là khổ. Sự thật thứ hai nguyên nhân sinh khổ, thầy không biết bản chất thân tâm cội nguồn sự sống nên bị ngọn lửa tham đắm, giận hờn ghen tức sầu não lo lắng sợ hãi. Hay ngà sự thật thứ ba chấm dứt khổ đau, nhờ có tuệ ra thấy rõ biết rõ sự thật bản thân và về cuộc đời. Thì là sự thật thứ tư, con đường thoát khổ gồm tám chi phần, Như Lai đã dạy nhớ nghĩ thực hành, và bốn sự thử cần phải thấu hiểu siêng năng thực hành sẽ sớm đạt được niết bàn. Giải thoát Thế Tôn thuyết giảng sự thật nhiễm màu, năm vị tỳ khưu nghe Phật dạy sóng tâm trí bừng sang, nếm được hương vị tiếp nhận kinh cẩn vâng giữ nói chuyện xứng tụng kinh truyền Pháp Luân. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
mâu ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ. Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ. Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ. Phật Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ. Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca. Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca. Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Thường chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Truyền Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An. Gia gia vô cơ cần chi nghiêu, sư sư hưởng thái bình chi thuấn nhật. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2018. Tại điện Tam Thế Chùa Bái Đính, toàn thể các khóa sinh chúng con tề tiểu về nơi đây, thành tâm tụng kinh truyền Pháp Luân, cập niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chuyên vì hồi hướng cầu nguyện. Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, quốc gia phú cường. Lại nguyện mười phương thượng trụ tam bảo, điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, gia hộ cho đệ tử chúng con cùng toàn thể các khóa sinh, cùng thân bằng quyến thuộc được thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc, mọi sự cát tường như ý. Cầu nguyện cho chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn thập loại, cô hồn đằng đằng sáng linh, trùng trùng quyến thuộc tốc xà mê đồ, siêu sinh tịnh cảnh. Phổ nguyện âm siêu dương thịnh, hải yên hà thanh, pháp giới chúng sinh tình dự vô tình, tề thành Phật Na Đạo A Nam A Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi toàn thể chư tôn đức tăng ni cùng các khóa sinh đã tụng kinh chuyển pháp luân cầu quốc thái dân an. Vào giờ này tất cả các khóa sinh, các con hãy chắp tay ngang ngực trang nghiêm hướng về Đức Phật để đọc theo Thầy lời khấn nguyện. Thầy đọc một câu thì các con đọc theo, các con đọc thật to, thật trang nghiêm để cầu nguyện Đức Phật phù hộ. Kính lạy mười phương Phật. Kính lạy mười phương Phật. Kính lạy mười phương Pháp. Kính lạy mười phương Pháp. Kính lạy mười phương Tăng. Kính lạy mười phương Tăng. Xin chứng giám lòng con. Xin chứng giám lòng con. Dâng lên lời khấn nguyện. Dâng lên lời khấn nguyện. Thành tâm quỳ dưới Phật đài. Thành tâm quỳ dưới Phật đài. Cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang. Cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang. Phật Đà từ ái nghiêm trang. Phật Đà từ ái nghiêm trang. Cha lành của khắp mười phương vạn loài. Xin nghe con trẻ tỏ bày. Xin nghe con trẻ tỏ bày. Lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau. Lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau. Trước là cha mẹ ơn sâu. Trước là cha mẹ ơn sâu. Được nhiều phúc đức sống lâu tuổi trời. Được nhiều phước đức sống lâu tuổi trời. Ông bà tiên tổ nhiều đời. Ông bà tiên tổ nhiều đời. An vui cõi Phật thành thơi tu hành. An vui cõi Phật thành thơi tu hành. Xin cho thế giới thanh bình. Xin cho thế giới thanh bình. Ai ai cũng sống hiền lành với nhau. Ai ai cũng sống hiền lành. Thầy cô vất vả công lao. Thầy cô vất vả công lao. Mong sao sẽ được phúc cao đức dày. Mong sao sẽ được phúc cao đức dày. Còn con xin nguyện từ đây. Còn con xin nguyện từ đây. Siêng năng học tập để ngày lớn khôn. Siêng năng học tập để ngày lớn khôn. Đáp đền cha mẹ công ơn. Đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ. Đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ. Hôm nay con trẻ dại khờ. Hôm nay con trẻ dại khờ. Biết bao mơ ước còn chờ mai sau. Biết bao mơ ước còn chờ mai sau. Nguyện trên ơn Phật nhiệm màu. Nguyện trên ơn Phật nhiệm màu. Cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều. Cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều. Cho lòng con biết thương yêu. Cho lòng con biết thương yêu. Để con giúp đỡ được nhiều tha nhân. Để con giúp đỡ được nhiều tha nhân. Cho con lễ độ ân cần. Cho con lễ độ ân cần. Biết nhường kính với người gần kẻ xa. Biết nhường kính với người gần kẻ xa. Từng ngày cuộc sống đi qua. Từng ngày cuộc sống đi qua. Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng. Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng. Đôi điều con trẻ ước mong. Đôi điều con trẻ ước mong. Cúi xin Đức Phật cảm thông độ trì. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời đều an lành. Đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát. Vào giờ này các con ngồi trang nghiêm, tĩnh tâm hướng về Phật. Chúng ta dành một phút tĩnh tâm để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, và cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà và tất cả chúng ta đều được bình an, mạnh khỏe. Khi nào Thầy đánh tiếng chuông thì sẽ bắt đầu, và Thầy đánh tiếp tiếng chuông thì chúng ta sẽ dừng. Tiếng chuông bắt đầu.